Là gì thế này? Anh kể mới biết. Ông già tôi là ở một cái căn tập thể, có cái ông bạn thân nữa cũng một cái căn tập thể. Đám cưới nhau thì đâu có chỗ đông phòng. Lúc cưới là không tính cái vụ đó. Dạ. Coi như cưới xong có thể là khỏi cần cái đêm đó cũng có đó. Cái lúc trong đầu luôn đó, miễn cưới được là khoái rồi. Dạ. Nhưng mà cưới xong thì chỗ đó không có. Thì cái ông bạn, ông nói thôi tối nay tao ngủ với mày, tao để cái chỗ đó cho hai đứa nó đồng phòng, mà lại tập thể vách mộng, cái vách mộng lét. Bà là nhát, đâu có kịp thấy cái gì đâu. Mà bà sợ bà la ông sùm, bà sợ bà la ông sùm. Con mời ông bà. Dạ. Dạ. Chào bà. Con chào ông bà. Xin chào ạ. Dạ. Con mời ông bà giới thiệu tỷ cá. Dạ. Rất vui được chào đón ông bà đến với Tình Trăm Năm. Ông bà có thể cho tụi con biết rằng ông bà đến từ đâu ạ? Phường Tây Thạnh. Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Quê của tôi thì chính gốc Bạc Liêu. Bạc Liêu, quê Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Con bà, quê mình ở đâu bà? Quê thì gốc ở đây. Dạ. Ba má tôi người Sài Gòn. Ủa? Nhưng mà tôi ra Bắc hồi nhỏ. Hồi có nhỏ xíu này thôi, thành ra ở Hà Nội, nói tiếng Hà Nội đi học ở đó. Ủa vậy rồi, ông là một nơi, bà một nơi. Vậy thì cơ duyên nào ông bà được gặp nhau? Năm 54 tôi được phong cách ra Bắc sau khi học Bách Khoa. Thì sau đó thì được lệnh tổng động viên cục bộ của thành phố Hà Nội, của Chủ tịch thành phố Hà Nội đi quân đội. Đi một thời gian này tôi muốn già, lúc đó tôi bộ đội tên lửa. Dạ. Không có được tiếp dân, không có được quan hệ nam nữ. Mà lại muốn vợ chứ. Cho nên tôi mới có ông bố tập kết đã bắt. Tôi mới viết thư về, tôi nói ba con muốn vợ bà ở đó. Mà ai đó còn có ai mà tìm cho con. Dạ. Ông ở đấy dịp mai ông tìm gặp biết được vợ tôi đó. Tôi được phép công tác ở Hà Nội thì ông mới dắt cho tôi đi và đến gia đình để gặp. Cái trên con đường đi xe đạp, tôi ngồi xe buýt thì tới giữa đường sắp đến nhà con này thì ông nói ghé đây một chút. Tôi hỏi ghé làm gì ba? Ông nói có cái con nhỏ mà ông bạn ở Băng Thống Nhất á, ông hứa là có gì gả cho bay vô coi thử. Thế tôi nghe cũng ham à, bởi vì thiếu mà ham. Nói dạ vô coi. Khi vô, hai ông già nói chuyện nhau này kia nọ, vui vẻ rồi kia nọ. Cái ông già tôi nói, ông cháu nhà đâu anh? Là ông cháu đó ở trong kia nó nước nó làm gì đó. Cái cô đi ra, mà có đi gần như đi thụt lùi. Cho che, tôi giờ không rõ lắm. Ông già tôi tin lắm. Cái ông nói, cháu anh giỏi ha, anh giỏi ha. Ông nói có mấy cầu cái ông nào. Ông hả thách tôi vậy này, tôi nói gì ba đây? Đi. Trời ơi, mình mới vô ở chơi chút qua. Ông đi. Cái ông muốn rồi ông ra điện, tôi ra theo. Tôi giống mặt ngay. Ủa, mình mới vô mà ba làm gì mà ba đi xúc đi là dừng mà. Nhỏ nó xấu quắc rồi. Sao đi luôn? Đi luôn, mau quá chính. Hai ông già ngồi nói chuyện. Ông già dạo tôi nói, Dân ơi, có thằng Dân nó đến chơi rồi, hai đứa ra ngồi nói chuyện đi. Thì cô ngồi bên kia, tôi ngồi bên này. Ở giữa có để cái bàn kẹo. Tôi vô lại thì tôi thấy cô này bóc cục kẹo để trên bàn. À. Lấy cái tay ủi cục kẹo mà không nói không gì hết. Tôi nói cái này lạ đây. Nhưng mà chắc là có dấu hiệu gì đây. Bắt đầu để dòm hả? Chứ lúc đầu cũng là mờ, không thấy rõ. Và thấy mờ, thấy ủi kẹo thôi ha. Ủi kẹo thôi. Dạ. Tôi dòm lên tôi thấy quá đã. Thực lúc cái ủi kẹo đó
thì bà thấy ông sao mà bà ủi kẹo qua vậy không? Cũng ngại, không dám nói năng gì. Hồi đó nó không phải như bây giờ, không có mạnh dạn. Nhưng mà lúc đó bà có biết là ông qua là để coi mắt bà không? Có biết, cho nên dạ. cũng hơi mắc cỡ ngại. Cho nên mời cũng không biết kêu như thế nào, không biết nói như thế nào, chưa biết tên. Dạ. Tự nhiên trong lòng nó có cảm tình. Tôi vẫn ước mơ có chồng bộ đội. Thấy bộ đội gian khổ, cực khổ, thấy mình bình thường. Nhưng mà lúc đó là bà là gia đình sinh sống tại Hà Nội, nhưng mà ông lại là người miền Nam. Vậy thì bà có nghĩ tới chuyện là mình đi làm dâu là mình sẽ xa gia đình mình vô trong Nam không? Tôi lại rất thương người Nam Bộ, đặc biệt Nam Bộ. Má mình hồi đó ở nông trường Xuân Mai, là nông trường chỉ có người Nam Bộ thôi. Ba má mình người Sài Gòn. Thành ra mình cũng hơi ảnh hưởng, mình xong mình nghe tiếng Nam Bộ dễ thương quá. Đúng gu. Hợp gu luôn đó. Dạ, may mắn thích người Nam Bộ, gặp người Nam Bộ luôn. Sau cái buổi đó hai ông bà có đi chơi với nhau không? Không có đi. Ở bộ đội về có mấy phút rồi đi. Gặp xong là về là đi rồi. Là đi ra chiến trường tiếp. Là đi về đơn vị. Dạ. Từ cái lúc gặp đó về đơn vị rồi bao nhiêu lâu mới gặp lại? Một năm gặp được có khi 5-10 phút. Trời đất ơi. Lần là nhiều lắm được nửa tiếng. Nhưng mà mỗi lần gặp lại nhau là bà với ông có cái tình cảm nó có nhiều hơn không? Dạ, nhiều lắm. Dạ. Tại vì là tôi toàn viết thơ không? Toàn yêu nhau trên thơ tờ. Cái đống thơ. Đống thơ đâu bà? Đâu thơ đâu mà còn giữ hả? Dạ. Một năm gặp có một lần có 5-10 phút à? Ồ. Trời ơi, quá trời luôn nè. Dạ, cho con xin. Nguy hiểm lắm á. Cái tập đó là chết người của tôi đó. Năm 74, 76, 79, 70, trời ơi, nhiều thư quá. Làm sao mà giữ được 68 nữa nè. Trời ơi, sống năm 68. Chưa cưới. Anh yêu kính, thấy chưa? Anh yêu mà kính nha. Chứ phải anh yêu, nói trọng thì anh yêu kính là hoàn là cái tình yêu mới dữ dội. Mà có sự trân trọng nữa. Đúng rồi. Trời ơi, này chụp chụp hình. Cái này quý lắm đó. Cũng quý lắm. Rồi cho thấy được rằng là cái tình yêu ngày xưa thông qua bao nhiêu thơ thấy là người ta dành nhau cho tất cả những cái gì đó yêu thương nhất trong những cái dòng chữ này. Chú Linh cho tôi nói cái này. Dạ. Coi vậy mà rất nguy hiểm. Nguy hiểm sao không? Sao lại thành vợ thành chồng á? Con cái rồi nó nhiều việc quá, mình không xiết, lo chuyện cơ quan nữa. Hồi đó ông viết thư cho tôi kìa. Ông nói là ông có vợ thì ông lo con, rồi ông lo là ăn, lo ở, lo hết. Bây giờ thấy ông không lo gì hết trơn vậy. Cho nên tôi hứa bà nào thơ con kìa ông nội. Anh còn nói là hầu ra tại vì tôi nhỏ dại nên tôi mới biết thơ vậy. Khi yêu quá thì nó cứ thích quá, hứa nhiều quá. Nói thẳng là nó lố, hứa hơi lố. Để được thương, để được yêu, yêu rồi, có con rồi, nhìn lại thơ nó, trời sao đó mình viết lố vậy ta. Rồi sau đó là đến bao lâu thì ông bà mới kết hôn với nhau? Năm 69. Đơn vị mới đồng ý cho tôi về lấy vợ, cho 7 ngày. Có 3 ngày. 7 ngày. Cãi nữa. 7 ngày thì 4 ngày di chuyển, 3 ngày làm đám cưới. Ủa sao bà đến biết nhà? Bà đến 3 ngày ở nhà. Đúng, bà tính cũng đúng. Ừ, gặp bà... tôi có 3 ngày, đúng mà nói 7 ngày đâu ra. Đi thời gian mất 4 ngày. Cho về cái là tôi mang cái ba lô về thôi. Trong ba lô có gì biết không? Một cái tút thuốc đờ rau. Thuốc hút. Dạ. Chuẩn bị cái dài nha. Một bình tông mỡ heo với 1 kg trà. Rồi về đám cưới đó. Chưa, còn cái nữa. Tụi bay ơi, tụi bay đứa nào có quần cục tốt tốt cho phải về chạy mình thôi. Để mặc đêm động phòng cho đẹp hả? Cái sao? Trời ơi. Động phòng đâu có cần cái quần cục đâu ông. Tôi nói nghe là không cần nhưng mà cũng phải có nó rồi mới có cái khác. Phải thông qua nó. Phải có quần chứ. Phải có nó cho nó nhiều giai đoạn. Rồi có mượn được cái quần không? Mượn cài. Không cài. Mượn cài. Trời ơi. Cảm ơn các ông đã cho ông của con mượn cái quần để mà động phòng. Mượn 4 cái quần. Về tới nơi bà, làm đám cưới sao à? Đêm nào mà ông khoe cái quần xà lõn, quần cục với bà. Không nói năng, nói chung. Để tôi nói đi. Nói năng. Nói năng. Nhưng mà lúc đó là bà có ấn tượng với cái quần xà lõn của ông không? Có nhìn thấy sao? Là gì thế này? Anh kể mới biết. Ông già tôi ở một cái căn tập thể, có cái ông bạn thân nữa cũng ngủ căn tập thể, đám cưới nhau thì
đâu có chỗ đồng phòng. Lúc cưới là không tính cái vụ đó. Dạ. Coi như cưới xong có thể là khỏi cần cái đêm đó cũng có đó. Cái lúc trong đầu luôn đó, miễn cưới được là khoái rồi. Dạ. Nhưng mà cưới xong thì chỗ đó không có. Thì cái ông bạn, ông nói thôi tối nay tao ngủ với mày, tao để cái chỗ đó cho hai đứa nó đồng phòng. Mà lại tập thể cái vách mộng lét. Để bà là nhát, đâu có kịp thấy cái gì đâu. Mà bà sợ bà la ông sùm, bà sợ bà la ông sùm. Sợ la. Ủa lúc đó sao sợ nữa bà? Coi như nhát gái mới lớn. Trời ơi, hồi lúc đó con gái dở lắm. Bà dở lúc đó bà mấy tuổi bà? 21, 22 tuổi vậy đó. Nhưng mà là công nhân hay là cái loại giỏi của cái nhà máy dệt 8 tháng 3 đấy. À, người ta là công nhân giỏi, nhưng người ta không có quen đàn ông. Thì nó lần đầu gặp đàn ông mà đụng chạm mà la chứ. La rồi lúc ông sợ, ông làm sao? Trời, bên hai tôi không sợ, sợ gì đó. Bên hai tôi không sợ, sợ gì đó. Ông làm gì mà bà la? Ông có nói nhỏ nhẹ với bà trước để bà đề ba không? Hay là ông làm giống như là ông đi chiến đấu vậy? Đúng rồi. Giống hệt. Tức là y như đi chiến đấu luôn. Giống hệt. Trời ơi, biết sao tao không la? Chứ tôi làm rồi cũng biết cái khác đâu. Đi chiến đấu mà. Đi chiến đấu có ai dạy dỗ gì đâu. Rồi bà la quá, ông có hết hồn không? Tôi bụng miệng bụng mồm đó. Xong rồi ba lại cũng biết giác ngộ. Cũng biết giác ngộ. Cũng biết giác ngộ. Cũng hiểu. Cũng hiểu thế nào là lễ độ. Cho nên là bà nín dài gì làm xùm hoài. Nhưng mà lúc đó ông có trấn an bà không? Có chứ. Bởi vì ở trong bộ đội á, có chính trị viên. Mà tôi thì bên kỹ thuật quân sự. Dạ. Chính trị viên này chấn chỉnh tôi. Chị yên chí. Chị yên chí. Là lúc đó ông nói với bà vậy đó hả? Ở đây tôi nói, bà cứ yên chí. Bà cứ yên chí. Mình vận dụng sáng tạo mà. Vận dụng trong chiến đấu. Chứ sao, chiến đấu như vậy. Chứ đó cũng là thương trường, cái đó cũng chiến trường. Mà đêm đó có mặc quần tà lõn mới không? Có chứ. Hãnh diện mặc được cái quần lành lặn, hãnh diện lắm. Chứ đưa quần cũ qua thúi lạc sao, cái quần mặc thúi lạc. Không, rồi bà la quá. Rồi sát vách, sáng ngày mai có ai phản ánh gì không? À, không biết nó biết không mà sáng không ai nói gì. Hình như chú nó cũng làm gì với nhau. Nhưng mà bà lúc đó đúng là bà cũng hoảng rồi mà hả? Hả đúng không? Bởi vậy cho nên chính thức là ở được với nhau 2 đêm. 2 đêm thôi. Thì đêm thứ 3 phải đi về đơn vị thôi. Đêm thứ 2 còn la không? Đó, con đang tính hỏi luôn. Đêm thứ 2 còn la không? Đêm thứ nhất tội nghiệp lắm, không được cái gì. Đêm thứ 2 thì ông cũng gần được một chút. Rồi đêm thứ 3 là đi. Vậy mà nãy ông nói chiến đấu quyết liệt mà không được gì hết. Trời, chiến đấu có cái bại cái thắng chứ không? Tưởng chiến đấu là không thắng đâu. Một quá trận đầu là thường thường là thua đó. Trời ơi. Không, nhiều khi trận đầu là phải thả ra để cho nó để trấn an. Qua tới trận thứ 2 thì mới là quyết liệt. Nãy con tưởng đâu bà la quá, ông bực mồm gì mà tưởng đâu chiến thắng trận đầu. Loay hoay không biết làm gì. À thì ra là loay hoay không biết làm gì. Bởi vì hồi đó không có Google chứ không có YouTube. Trời ơi, có thì tới số rồi. Tình yêu nó dữ dội quá. Thôi giờ này nè, Quỳnh Linh với lại ông qua đây ngồi mình tâm sự chút xíu ha. Để cho bà, nãy giờ bà chưa tâm sự với lại Ngọc Lan. Ở đây có cái menu nước nha. Có món trở lại thanh xuân rồi trăm năm hạnh phúc rồi ngày ấy và nay. Tuổi mộng xứ hoa, mực tím tình khúc vàng. Ông uống thích uống nào? Trở lại thanh xuân đi. Đến bây giờ mình có bao nhiêu người con rồi ông? Hai hả? Một trai thì ở với tôi à. Một gái thì đang ở Cà Mau. Trai bao nhiêu tuổi rồi? Nó sinh năm 84. Được. Gái sinh năm 76 à. Có chồng ở Cà Mau. Dạ. Cái chuyện của ông đúng là gian truân nhỉ. Bao nhiêu năm hai vợ chồng từ lúc yêu tới lúc cưới. Một năm gặp 5-10 phút, 2 năm gặp một chút, rồi 3 năm gặp một chút như thế. Ông đi chiến đấu suốt vậy đó. Ông có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình không sẽ không trở về gặp vợ mình không? Hình như cái đó không có nghĩ. Ban ngày thì gặp nhau, ban đêm thì nó rải B52 vào chúng mày thì coi như hết.
coi như chết sống chưa biết gì hết. Nghĩ vợ con có khi nó không có nghĩ thôi. Đến cách đây đâu khoảng chừng 10 năm hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó, ông có gửi cho tôi đồng xu nào đâu. Đúng rồi, bà có ba mươi mấy đồng thôi mà tôi 75 đồng không gửi đồng xu nào. Bà lúc đó bà có bầu chưa? Chưa. Chưa luôn? Chưa. Nhưng mà ông không gửi đồng nào hết, tại vì cứ lo ngày thì cùng vui với đồng đội. Đúng rồi. Không biết ngày mai mà còn sống hay không. Đúng rồi. Thành ra là cứ ngày vui chơi đồng đội xong rồi tối lại chiến đấu. Cứ như thế nó cuốn ông bao nhiêu lâu như thế không? Tôi ra quân đội năm 74. Dạ. Tôi về đây năm 74 thì 75 giải phóng. Tôi xin được 15 ngày phép. Từ đó về tới cửa ngành nào tôi về tới đó thì mấy thằng em tôi chơi hết rồi, còn bà già ở cái tròi. Gặp là bà già, thì bà già vừa bệnh vừa ốm vừa đau, vừa mấy thằng em chết hết. Bà xin được đứa con nuôi con gái ở đó. Tôi về nhanh, tôi trở ra liền. Thì tôi mới bàn với vợ tôi, còn mười mấy hai chục ngày nữa là Tết, thì bây giờ mình tính sao bây giờ. Vợ tôi nói về thôi, chính về. Hai đứa làm đơn về thì bà được về, tôi cũng được về. Thì cuối cùng tôi nói thôi giờ bà cứ ở đây, rồi sau Tết thì mình được về. Về thì bà không nói. Bây giờ anh hứa mẹ là về đi ăn Tết, mà anh không Tết thì mẹ anh không biết như thế nào, bệnh nữa rồi không biết còn không. Mà đơn Tết về là em về nha. 75 vừa giải phóng xong là bà xách vali từ ngoài Bắc có chữa con gái 6 tháng, xách vali về tận mũi, gần mũi Cà Mau, đi một mình. Bà này về thì bắt đầu mới nói này, nhà là có anh có em có thương binh liệt sĩ chết thì kia cái nọ, mới làm cái đơn ra. Từ cái đơn đó tôi xin ông về được. Tôi về cái là mấy bữa sau đã liền. Bà tự bà gặp bà già, trời ơi, về sống với cảnh bà già ngay cái chỗ ông đó không tưởng tượng được cái cảnh sống đâu. Bây giờ á, mình ngồi mình xem tivi xem coi bà tâm sự thế nào nha ông nha. Bà vậy mỗi lần mà ông đi chiến đấu như vậy á, bà có sợ không? Có sợ là ông không về? Cũng nghĩ tới này hy sinh á. Yeah. Nhưng mà hình như hồi đó là giác ngộ lắm, thành những cái gì tất cả vì miền Nam ruột thịt. Nhưng mà có bao giờ bà hình dung tới cái cảnh là ông không về rồi cái bà ngồi bà khóc mình không bà? Cũng có, các bạn tôi cũng chết, chồng nó cũng chết nhiều, người yêu cũng chết nhiều. Nhưng mà tôi vẫn có một cái niềm tin, bởi vì đơn vị của anh làm dây hầm không ạ? Dạ. Rồi cái giai đoạn mà bà quyết định bà vào Nam á, mà lúc đó bà chỉ đi có một mình thôi, mà bụng thì là mang bầu 6 tháng rồi. Bà đi đường ổ gà, dạ, không cực khổ lắm. Lý do tại sao mà bà quyết định bà phải vào cho bằng được? Tại vì thương lắm gia đình nhà anh, khi mà mình nghe thế là trong những năm mà anh tập kết bác ấy, là bà già của anh đi ở chút việc cho người ta. Dạ. Hồi đó gọi là đi ở đỡ đấy. Dạ. Giải phóng bà nhà về thì người ta cũng cho mượn một cái chòi thôi, không có cửa nẻo để ở. Thì anh về đấy rất nghèo, mà bà già lại bị bệnh nữa, ốm lắm. Thành ra là tôi thấy gia đình nhà anh mất mát hy sinh nhiều quá. Về tới quê đó, nước ao không à, mà mùa Tết ấy, nó cạn xuống này này, ta múc nước để ta nấu. Đó là cơm múc nước rồi, ở dưới đó rồi cho nó lắng. Lắng phèn. Dạ, lắng phèn. Nhưng mà dù lắng phèn hay cái gì mình cũng sợ lắm, nấu ăn sợ lắm. Dạ. Thành ra rồi nước thì uống nước sống, hứng được lu nó mưa để dành để uống nước sống. Là ăn không dám ăn, uống nước không dám uống. Mình bắt đầu sốt rồi. Dạ. Không ăn không uống. Đấy, xong rồi hỏi nếu nó sanh ở đây nhà hộ sanh chỗ nào. Thế bà má mới nói không sao, ở đây có bà mụ giường hay lắm, bà tám mấy tuổi rồi bà đỡ hay lắm. Thế là mình đã không an tâm nữa. Dạ. Nhưng mà lúc bà về bà thấy khổ quá như vậy, bà có bị sốc không? Không sốc, làm như tình thương của mình nó quá trời. Mà tôi bởi vì thương anh lắm. Hồi mình còn nhỏ xíu, ba má mình ở Sài Gòn, mình gần như sống trong nhung lụa. Dạ. Nhưng mà tới chừng thấy cuộc đời anh gian khổ quá, thế thì tôi thương nhiều, thế nên tôi cũng ít nghĩ đến mình. Coi như anh ở với mình như thế là 7 năm trời, anh đâu có gửi cho tôi đồng xu nào. Đó, hồi nãy con cũng nghe như vậy đó. Tôi đi học sinh viên thì nói ngay, mình đi học thì mình cũng được 30 đồng
một tháng. Thì đóng tiền cơm là 18 đồng rồi. Còn 12 đồng cứ có ông già chồng ở thành phố đó, ở Hà Nội đó. Thì mình cứ chạy tới chạy lui, cứ đi tàu về, đi tàu lên, đi tàu lên. Mỗi lần về là kho con cá, đem đồ ăn sẵn cho ông già về giặt đồ. Được ngày thứ bảy chủ nhật lại chạy lên trường học, đúng hết tiền. Mà đâu dám xin ông già chồng, nhát lắm, tôi nhát, tôi sợ lắm, tôi không dám xin tiền. Ông không có mang tiền về cho bà rồi, bà có buồn không? Cũng không buồn gì hết, tôi có xài không có thôi. Trời ơi, thấy thương quá. Với lại hồi mình sinh viên đó, mình có chồng đi kiếm ít đất, chồng đi ít rau muống. Dạ. Thì ăn là cũng có đồ ăn này. Dạ. Ăn thế thôi. Vậy là suốt những năm mà ảnh ở bộ đội đó nha, bộ đội tên lửa được bồi dưỡng nhiều lắm, đường, sữa. Lương thì không đem về, đường sữa ảnh cho bộ đội lính tráng ăn hết. Nói chung không biết lo cho gia đình, không biết lo. Bộ đội mà. Bộ đội mà, cũng không biết sống chết như thế nào. Mình biết là như thế. Anh không có gia đình. Từ xưa này là coi như 10 tuổi tự đi làm, tự bươn chải rồi đấy. Tập kết ra Bắc này, sống một mình, không có gia đình. Dạ. Thành ra không biết lo. Rồi đến khi mà ông bà chính thức là được ở cùng với nhau, tức là bắt đầu từ năm 1976, là ông bà bắt đầu là 75 có bầu, 76 có sanh á. Dạ, là ông bà sống cùng với nhau luôn. Thế thì khi mà bà nghe được tin là ông về hẳn nhà luôn á, bà mừng không? Mừng lắm, cho nên trời, lúc đó khóc được luôn á hả bà? Thương nhau, nghĩa là không hết, cho nên không có cãi nhau. Hầu như là không có cãi nhau. Lâu lâu có cái gì mà thấy nó không nhất trí nhau, có chuyện hàng xóm giềng, chuyện thế giới, chuyện thế nọ kia, nước nọ nước kia, thì mình tranh luận chút thôi. Thôi bây giờ càng kể thật ra là càng ký ức nó càng về, mà câu chuyện ông bà tình yêu nó hay quá. Chúng tôi muốn đưa một cái tình cảm của ông dành cho bà trong cái lá thư này. Dạ, bây giờ thì con xin phép đọc một cái lá thư của ông viết cho bà. Con đã được sự ủy quyền của ông rồi. Con đang hồi hộp không biết là cái lá thư bây giờ nó có khác với lá thư ngày xưa hay không. Gửi em Liên. Đã qua 52 năm anh cưới em, nhưng tính ra thì anh và em chỉ sống cùng nhau được 46 năm vì anh phải đi bộ đội làm nhiệm vụ. Nhớ ngày nào em còn bẽn lẽn khi lần đầu gặp anh, chúng ta đã va chạm ánh mắt của nhau như tiếng sét của tình yêu. Yêu anh, em phải chịu bao nhiêu cực khổ khi một mình em phải nuôi mẹ già và bà ngoại khi đang mang thai. Dù vào Nam một mình, nhưng em không bao giờ than vãn dù chỉ một lời. Em còn nuôi mười mấy người bên họ hàng anh từ nhỏ đến lớn mà vẫn không kêu ca với anh, mà lúc nào cũng vui vẻ bên gia đình. Khi anh bị bệnh, đôi lúc em phải chịu những cái gắt của anh, nhưng em vẫn không hề nản lòng mà dùng chính sự ân cần và yêu thương để giúp anh vượt qua căn bệnh mà anh và em đều không mong muốn. Giờ đây, cuộc sống của anh và em đã tốt hơn, các con đã có công việc ổn định, nên cuộc sống về già của hai vợ chồng mình cũng an ủi được phần nào. Cảm ơn em đã luôn bên anh. Cảm ơn em đã cùng anh vượt qua bao khó khăn để xây đắp hạnh phúc cho chuyện tình của chúng ta thêm đẹp. Anh thương em. Xin lỗi bà. Xin lỗi bà nào giờ không muốn kêu em. Bữa nay lần đầu tiên kêu em. Thì bà không? Trong thư ông có viết cái giai đoạn là ông bị bệnh. Con đoán có phải là do di chứng của chiến tranh không ạ? Không biết có phải không, mà như thế này nè, chẳng có con lắm. Có lần tôi đi đi khám tiêm chủng thì không biết giấy tờ nó viết thế nào, tôi nhớ mà máng là nó nói không có đuôi. Hồi nãy thấy ông bà cầm cái đàn vào, ông bà có thể đàn để mình nhớ về những ký ức nãy giờ mình kể được không bà? Được. Được, dạ. Tôi thì đờn Gia Cổ Hoài Lan đã hát. Tư phụ tư
vào đã nói chung tình nhà trong căn mơ màng trong tình chàng ôi gan chàng thêm đau xa ông vắng, xin đó đừng phụ nghĩa tao khăng. Đêm buông trong tình bàng, ngày mỏi mòn như đã dòng phố dòng, phố dòng trong tình chàng. Lòng xin chớ phụ vàng chàng là chàng có hay nên biết nằm buông những sầu tay bao thơ đó đầy sông dày nhưng sắc cầm đừng lỡ phai là nguyện đến tin cho chàng hai chữ an bình an trở lại gia đàn cho em nhãn hiệp đôi hay quá. Quỳnh Linh cứ tưởng tượng như là nghệ sĩ Cao Văn Lầu viết cái bài này cho cái mối tình của ông bà vậy đó. Giống như cái câu chuyện của bà vậy đó. Ngày đêm chờ chàng về đó, cầu hai chữ bình an thôi. Tuyệt vời rất là nhiều không ạ? Cảm ơn bà rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay, tuyệt vời lắm. Con cháu cũng sẽ nhớ mãi những câu chuyện thế này. Nó là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng với Quyền Linh. Tuyệt vời lắm ông bà. Hôm nay ông có một món quà nào tặng bà nữa nè. Lần đầu tiên dặn cho em mong qua, hồi đó giờ chưa có tặng cái gì hết. 8 tháng 3 không, sinh nhật cũng không, không có tặng bông. Tất nhiên là lương bà giữ hết. Mà quan trọng là lần đầu tiên ông kêu bà bằng em đó. Anh tặng em. Trước hết là bà ấy thương tôi. Trước hết là bà thương tôi. Và tất nhiên tôi thương bà. Nhưng mà cái đẹp của chúng tôi là không phải chúng tôi thương nhau. Không. Mà cả hai bên họ đều thương nhau. Trong 7 đứa con của ông và vợ tôi thì ổng thương tôi cái thằng rể này nhất. Giải phóng xong 2 năm thì ổng không ở Hà Nội nữa. Trong lúc đó ổng được ở tập thể của một cái biệt thự tập thể người ta chia cho. Ông không ở, ông về ông ở tôi Cà Mau. Ông với bà ở Cà Mau và chết ở Cà Mau. Dạ, hôm nay nhìn ông bà đây hạnh phúc. Thật ra tụi con rất là hạnh phúc khi mà nhìn cái hình ảnh của ông bà, nhớ về những ngày xưa của ông bà. Tụi con thương lắm. Chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn bình an ông bà nha. Cảm ơn chị ạ.